Sau khi hạ cánh xuống phần tối của mặt trăng vào sáng ngày 2 tháng 6, tàu thăm dò hàng Nga 6 của Trung Quốc đã sẵn sàng thu thập các mẫu vật tại khu vực hiếm khi được khám phá này. Sứ mệnh của hàng Nga 6 là thu thập các mẫu vật ở phần tối của mặt trăng. Đây là nỗ lực đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử thám hiểm mặt trăng của con người. Sau khi hạ cánh, tàu thăm dò dự kiến sẽ hoàn thành việc lấy mẫu trong vòng 2 ngày, nó đã áp dụng hai phương pháp lấy mẫu mặt trăng, sử dụng máy khoan để thu thập các mẫu dưới bề mặt và lấy mẫu trên bề mặt bằng cánh tay robot. Địa điểm nơi tàu hàng Nga 6 hạ cánh là tại một miệng núi lửa được gọi là lưu vực Apollo, nằm trong lưu vực có tên là SPA trên mặt trăng. Sự lựa chọn này được đưa ra dựa trên giá trị tiềm năng của hoạt động khám phá khoa học của lưu vực Apollo, cũng như các điều kiện của khu vực hạ cánh, bao gồm liên lạc và đo từ xa, cũng như độ bằng phẳng của địa hình các nhà khoa học tin rằng các mẫu thuộc phần tối của mặt trăng có giá trị nghiên cứu lớn hơn không giống như các địa hình tương đối thấp và bằng phẳng ở phía sáng của mặt trăng phía tối có độ cao cao hơn và được bao phủ dày đặc hơn bởi các miệng hố điều đó cho thấy rằng phía tối của mặt trăng đã phải chịu một lịch sử tác động lâu dài hơn cho thấy tuổi địa chất lâu đời hơn để thực hiện việc thăm dò sâu